Với SBTN Go, khán giả khắp nơi trên thế giới có thể xem các chương trình âm nhạc, tin tức, bình luận, giáo dục, giải trí và phim bộ mọi lúc mọi nơi. Hình ảnh HD, âm thanh chất lượng, giá chỉ có 9.99 cho một tháng. Tải app SBTN Go và ghi danh ngay hôm nay để được xem SBTN trên TV, điện thoại, iPad và trên máy tính. SBTN, hệ thống truyền hình được phát hành 24/7 để phục vụ khán giả Việt Nam tại hải ngoại. Tôi là blogger Điếu Cày. Chào mừng quý vị đến với chương trình Nhân quyền cho Việt Nam. Thưa quý vị, chúng ta không quên hàng ngàn người Việt tị nạn cộng sản tại Thái Lan. Thưa quý vị khán giả, hiện nay tại Thái Lan còn khoảng 1.700 người tị nạn cộng sản còn kẹt lại Thái Lan. Có người ở đây đã tới 32 năm. Đa số những người Việt tị nạn cộng sản thuộc diện nhập cư vào Thái Lan bất hợp pháp, không có giấy tờ tùy thân hợp lệ. Họ phải thường trực đối diện với khó khăn trong mọi sinh hoạt, từ ngụ cư đến làm ăn. Nhưng quan trọng hơn hết là có thể bị bắt và cưỡng giải về Việt Nam bất cứ lúc nào. Nếu không có dịch COVID-19, thì người tị nạn vẫn có thể bươn chải kiếm sống bằng cách đi làm chui, ra đường bán hàng rong ban đêm tại những khu du lịch ở Bangkok. Nhưng nay con đường mưu sinh hầu như tắc nghẽn, khi chính quyền sở tại đã ban hành lệnh giới nghiêm từ 10 giờ tối đến 4 giờ sáng hôm sau, không một người nào được bước ra đường, kể cả người Thái. Để hiểu thêm về đời sống của người Việt tị nạn cộng sản tại Thái Lan, cùng những khó khăn và nguy cơ mà họ gặp phải trong khi chờ đợi quy chế tị nạn của Liên Hợp Quốc, trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị cuộc trao đổi với chị Grace Bùi, hiện đang là giám đốc chương trình dự án hỗ trợ người thượng. Chị vừa từ Thái Lan về Mỹ để vận động cho người tị nạn cộng sản. Chào chị Grace Bùi. Được biết là chị mới từ Thái Lan về Mỹ. Xin chị cho biết là tình hình ở bên Thái Lan, là cộng đồng người Việt ở bên ấy như thế nào? Dạ thưa anh, Grace, từ Thái Lan về lại California là cũng được gần 3 tuần rồi. Và trong 3 tuần này thì Grace cũng đã đi DC để tranh đấu cho người tị nạn Việt Nam ở bên Thái Lan. Hiện bây giờ bên Thái Lan thì chúng ta có khoảng chừng 1.700 người còn tị nạn ở bên đó. Cái đó là luôn cả người Việt Nam, người Hờ Mông, người Khmer Krom, người Thượng, cũng như là một vài người thuyền nhân còn là kẹt lại. Thì tình hình ở bên đó thì dĩ nhiên là khi mà mình đi tị nạn là bất hợp pháp, do đó rất là khó khăn cho những người đang sống ở đó. Vâng, những người mà vượt biên giới Việt Nam sang bên đó thì là họ đã ở trong cái tình trạng mà bất hợp pháp rồi. Cho nên là nếu mà muốn được đi thì họ nghe nói là họ phải vào trong nhà tù của Thái Lan rồi họ mới được đi, phải không? Chị có thể giới thiệu qua về những cái thủ tục mà họ có thể mà được đi ấy. Khi mà họ tới Thái Lan đó thì tất cả mọi người đều bất hợp pháp, thì họ sẽ tới UNHCR, cao ủy Liên Hợp Quốc, để họ ghi danh để được phỏng vấn trở thành người tị nạn. Khi mà họ trở thành người tị nạn đó thì họ có thể đi UN, nhưng mà không có thể, cái đó cũng là bất hợp pháp, tại vì Thái Lan đó không có ký cái hiệp ước tị nạn năm 1951, do đó Thái Lan không có chấp nhận người tị nạn, nhưng mà chính phủ Thái Lan vẫn cho người tị nạn vào. Và khi mà cái vấn đề mà đi ra nước ngoài đó thì phải có một nước thứ ba chấp thuận thì họ mới đi được. Cũng giống như là trong những năm tháng qua đó thì Voice có làm những chương trình bảo trợ những người đi qua bên Canada. Trước khi đi đó, cái luật nó hơi thay đổi một chút xíu. Bây giờ trước khi đi đó, lúc trước đó, thì họ phải vào tù Thái Lan ở một tháng và đóng tiền phạt. Nhưng mà bây giờ đó thì mới có một gia đình mới đi đó, là Voice bảo lãnh đi qua bên Canada đó, thì họ chỉ vào IDC là tù di trú đó chỉ có một ngày, và sau đó thì họ trả tiền phạt và họ đi. Thì nó thay đổi rất là nhiều, có những người vào ở 2 tuần. Đó là cái tùy theo cái chính phủ họ quyết định. Yeah. Vâng, được biết là chuyến đi của chị về Mỹ lần này thì là có một cái mục đích là đi kêu gọi vận động cho những người tị nạn ở bên Thái Lan. Chị giúp đỡ họ thì chủ yếu là những cái nhóm nào, và cái chuyến đi này là chị đã hình thành nó từ bao giờ?
Dạ, trước nhất là Greece cũng đã từng đi vận động cho những người tị nạn trong năm 2017 cũng như trong 2018. Nhưng mà tại vì lúc đó làm cũng một mình, do đó nó rất là yếu và cũng không có cái sự hỗ trợ của ai. Nhưng mà bắt đầu cách đây độ gần 2 năm thì có Greece có quen rất một số người ở bên Mỹ, một cái tổ chức ở bên Mỹ, và sau đó thì chú Nam Lộc, nhạc sĩ Nam Lộc đó, có tới và nói chuyện với Chris là chúng ta phải vận động cho những người tị nạn Việt Nam ở đây. Thì Chris nói là tự vì Chris cũng rất là muốn, nhưng mà tự vì không có đủ sức lực, kinh nghiệm hoặc là quen biết để làm những cái điều đó. Thì khi mà chú Nam Lộc gia nhập và cùng một vài người nữa giúp Chris, và cũng cái chương trình này cũng đã tổ chức cũng gần cả hơn cả năm rồi, thì sau đó thì đến giữa tháng 8 đó thì quyết định là Chris sẽ đi về Mỹ, là tự vì năm tới đó là chính phủ Thái Lan đó họ sẽ lấy tất cả những cái UN sẽ bước ra và chính phủ Thái Lan sẽ là người phỏng vấn những người tị nạn. Do đó mình rất là sợ có nhiều người phải trở về Việt Nam. Do đó đây là cái thời điểm rất là quan trọng mà chúng ta cần phải tranh đấu cho những người tị nạn bên Việt Nam. Thì hiện bây giờ thì có nhạc sĩ là chú Nam Lộc và một vài người luật sư cũng như là một vài người tranh đấu về nhân quyền đã đi cùng với Chris qua bên DC. Và tụi này đã gặp một vài thượng nghị sĩ cũng như là thượng nghị sĩ cả hai bên, Cộng hòa cũng như Dân chủ, và Chris cũng đã gặp với Bộ Ngoại giao một buổi thì họp với Department of Human Rights, Democracy, Labor về nhân quyền đó. Rồi một buổi thì Chris có gặp một cái ông làm việc cho PRM là Population Refugee Migration, là cái bộ ngoại giao cái khu vực này đó, là họ là những người quyết định sẽ cho những người tị nạn vào hay không đó. Thì những cái buổi họp thì rất là thành công và rất là nhiều người ủng hộ cũng như các thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ mà tụi Chris đã gặp á, thì họ rất là ủng hộ và họ đồng ý chung sức để tranh đấu cho người tị nạn Việt Nam ở bên Thái Lan. À vâng, theo tôi biết thì các cái cuộc vận động này mình đến mình gặp những người ở bên Bộ Ngoại giao hoặc một số dân biểu và thượng nghị sĩ đó thì mình mới vận động. Nhưng mà cái việc mà mình kết nối với các người mà staff của họ để mà mình tiếp tục thúc đẩy những cái việc ấy, thì cái việc nó rất là quan trọng. Dạ, vâng. Tại vì mình có thể gặp lãnh đạo của họ nhưng mà cuối cùng cái người thực hiện là những cái người staff đó. Dạ, vâng. Thì họ sẽ tiếp tục thúc đẩy cái công việc đó, và việc kết nối của mình với họ thì nó sẽ đem lại cái kết quả nhiều hơn. Dạ, vâng. Thì trong cái chuyến đi lần này thì theo chị thì cái kết quả đạt được nó như thế nào? Dạ, thì cũng như anh nói đó, những lúc mà gặp những người thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ hay là những bộ ngoại giao, những người trưởng đó, thì họ chỉ nói chuyện với mình, nhưng mà sau đó họ sẽ giao lại cho những người phụ trách, giúp họ để phụ trách. Thì Chris vẫn liên lạc, tiếp tục liên lạc với những người đó để nhắc nhở những người đó là chúng tôi vẫn còn lên tiếng và chúng tôi cần sự giúp đỡ của quý vị. Thì Chris cũng đã viết một cái lá thư để cho các thượng nghị sĩ cũng như hạ nghị sĩ họ ký tên, và khi mà Chris gửi tới một vài người đó thì họ nói họ sẽ chia sẻ cái lá thư này cho những người khác. Và ngày 20 tháng 10, tháng 9 này đó thì họ khuyên nên trở lại để họp thêm nữa. Ngày 20 tháng 9 này á thì Chris cũng sẽ trở lại DC để họp với các dân biểu cũng như là thượng nghị sĩ để nói thêm về cái vấn đề tình trạng của người tị nạn ở đây, và hy vọng sẽ có rất là nhiều người ký tên ở trong cái lá thư này. Những cái nội dung mà chị sẽ chuẩn bị cho kỳ họp sắp tới là gì? Thì cái nội dung là cái lá thư mà Chris viết để kêu gọi joint letter, là cái lá thư để họ ký tên chung với nhau, đó là thứ nhất. Cái thứ nhì nữa là sau khi mà Chris họp với bên DC xong xuôi rồi đó, thì Chris viết thư cho những người mà mình đã gặp được và yêu cầu xin họ là giới thiệu Chris và nhóm của Chris cho những người khác để mình có thể nói chuyện được. Và Chris có chuẩn bị một số hình ảnh cũng như là một cái số slides để mình có thể đem qua bên đó để mình cho họ thấy được cái tình trạng
của những người tị nạn ở bên Thái Lan như thế nào, cách họ sống như thế nào, cách họ đi làm bất hợp pháp như thế nào, và những cái con số mà Grace có được từ từ cái của người tị nạn là bao nhiêu người, và những cái nhóm đó là bao nhiêu nhóm và bao nhiêu người trong nhóm đó, thì cho họ thấy con số mà hiện bây giờ mình đang có ở bên Thái Lan. Xin chị cho biết chi tiết hơn về tình hình của người tị nạn ở bên Thái Lan. Người tị nạn bên Thái Lan đó, thì như Chris nói, hiện bây giờ thì mình có 1.700 người ở bên đó, và tất cả mọi người đều sống bất hợp pháp. Có rất là nhiều người đã được thẻ tị nạn do Liên Hợp Quốc cấp cho họ. Có nhiều người thì có một số người thì đang chờ đợi kết quả của phỏng vấn của họ. Có một số người cũng đang chờ đợi để được phỏng vấn. Nhưng mà chúng ta cũng có một vài hồ sơ không có đủ những cái dự kiện, do đó bị từ chối và họ đóng hồ sơ. Nhưng mà những hồ sơ đó thì sau này có thể mở lại nếu mà họ có những cái chứng minh thêm là họ bị đàn áp. Thì mình có thể xin để mở lại cho họ. Nhưng mà những hồ sơ này khi mở lại thì nó rất là lâu và rất là khó. Tình trạng của người tị nạn ở bên Thái Lan đó, thì con nít được đi học, chính phủ Thái Lan từ lớp mẫu giáo tới lớp 12 đều được đi học miễn phí, và những người lớn thì không được đi làm. Nhưng mà họ phải đi làm để họ có thể trả tiền nhà và nuôi sống chính họ. Thì họ làm bất hợp pháp, và phần lớn là họ làm về vấn đề xây dựng, giúp đỡ những người về vấn đề xây dựng, phụ hồ đó. Còn có một số người thì họ đi bán nước mía hay là đi lau chùi nhà cho người ta. Rất là khó khăn, từ vì khi mà họ bị cảnh sát bắt á, trong ID, nếu mà cảnh sát thường đó ở bên ngoài bắt á, thì họ có thể trả tiền để ra. Nhưng mà khi mà bị cảnh sát mà ở bên IDC chỗ sở di trú bắt đó, thì rất là khó để ra được. Thì có một số người hiện bây giờ cũng đang bị bắt và đang ở trong tù IDC. Lúc trước thì có một cái cuộc bố ráp rất là to mà bắt những người thượng đó. Nhưng mà sau này thì có một số cơ quan đã góp tiền lại chung với nhau để bảo lãnh họ ra. Thì đó là một là cái sự mà rất là khó khăn cho những người tị nạn Việt Nam, và sau đó họ cũng lo sợ, là tự vì anh nhớ là 2 năm trước, năm 2019 phải không, thì họ đã bắt cóc ông Trương Duy Nhất, thì họ cũng rất là sợ, là tự vì có những nhà hoạt động bây giờ đang ở bên Thái Lan, đang tị nạn bên Thái Lan, thì họ cũng rất là sợ, do đó họ cũng sống im lặng. Và không chỉ có sợ về chính phủ Việt Nam nhưng mà cũng sợ về chính phủ Thái Bắc nữa. Thì cái cuộc sống của họ đó, tôi thấy là rất là hồi hộp. Và họ sống thì sống từng ngày thôi. Sống từng ngày. Họ không có biết ngày mai sẽ như thế nào, và họ muốn là được đi một nước thứ ba. Vâng, chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát sau phần quảng cáo. Theo tôi được biết thì là Việt Nam cùng với lại mạng lưới của ASEAN ấy, thì là đã cho phép là công dân của nhau ấy, là được làm việc mà sinh sống ở trên cái lãnh thổ của nhau. Thì khi mà họ làm việc ấy, thì họ chỉ cần có một cái giấy phép để làm việc thôi. Thì nhưng mà tình trạng của những cái người mà tị nạn ở bên Thái Lan thì lại họ lại nhập cảnh trái phép, cho nên là họ không thể có những cái giấy phép làm việc ấy được. Đúng vậy em. Và chính phủ Thái Lan đó cũng đã ký một cái hiệp định với lại chính phủ Thái đó. Ngày xưa đó là chính phủ Thái đó, họ có thể gửi người nào như người Cambodia, là người Lào hoặc là người Miến Điện, nếu mà chính phủ của cái nước đó yêu cầu chính phủ Thái trả họ về thì chính phủ Thái phải trả những người đó về. Nhưng mà đối với Việt Nam thì không có, là tự vì lúc đó là họ không có một cái sự giao ước như vậy. Khi mà những người Việt Nam tị nạn mà bị bắt á, thì họ phải vô trong sở di trú và ở đó lâu dài, nhưng mà họ không bị trả về Việt Nam. Nhưng mà bây giờ đó thì chính phủ Thái đã ký một cái treaty, là một cái giao ước với chính phủ Việt Nam, là họ sẽ trả lại những người gọi là criminal, là những người có những cái tội phạm đó về lại Việt Nam. Thì mình biết là chính phủ Việt Nam có thể nói những người Việt Nam mà đang
đang tị nạn bên Việt Nam, đó có một số người chính phủ Việt Nam có thể nói đó là những người phạm tội, lật đổ chính quyền hay gì đó, thì họ có thể yêu cầu chính phủ Thái gửi những người về người đó về. Và những người tị nạn này đó thì đúng như anh nói là Thái Lan có những cái giao ước là mình có một số mình có thể đi làm hợp pháp ở bên Thái Lan, nhưng mà đối với những người tị nạn là họ bất hợp pháp và họ không có được những cái giấy phép đó. Thì trong cái trường hợp mà chính phủ Thái Lan và chính phủ Việt Nam mà đã ký kết với nhau những cái hiệp định như vậy ấy, thì có khả năng là chính phủ Việt Nam họ sẽ vu cho những cái người mà tị nạn chính trị là chuyển họ sang cái tội danh mà thành tội phạm hình sự để có cái cớ mà có thể là yêu cầu chính phủ Việt Nam trục xuất về. Thì chị có thấy cái tình trạng như thế có nguy hiểm với người Việt ở bên đó không? Dạ, Chris nghĩ rất là nguy hiểm. Nhất là chính phủ Thái đó, họ đã dần dần và năm tới họ sẽ lấy những cái mà UN đang làm việc phỏng vấn những người tị nạn, và họ giống như thanh lọc, mình dùng cái chữ thanh lọc đi để cho dễ hiểu, là screen á, tất cả những người tị nạn, không phải chỉ Việt Nam nhưng mà tất cả những người tị nạn ở bên Thái Lan. Và họ, nếu mà họ cảm thấy người nào xứng đáng ở lại thì họ sẽ cho ở lại, những người nào mà họ không cảm thấy là nên ở lại thì họ sẽ cho đi về. Và cái thời gian đó thì Chris cũng suy nghĩ là chính phủ Việt Nam có thể lợi dụng những thời gian đó để nói với chính phủ Thái là tôi muốn ông A hay ông B này về lại Việt Nam, thì họ sẽ cho những người đó rớt thanh lọc để họ có thể trả về Việt Nam. Và Chris nghĩ đó là nó rất là nguy hiểm, là tự vì người Việt Nam, nếu mà chính phủ Việt Nam muốn ai thì họ có quyền nói chính phủ Thái Lan là gửi những người đó về. Rất là dễ dàng, họ không cần phải qua bắt cóc giống như là họ đã làm với ông Trương Duy Nhất. Theo nhận xét của chị thì cái tình hình mà vận động của chị trong cái chuyến đi này thì cái khả năng mà thành công nó có cao không? Chris, dĩ nhiên là mình đi vận động thì mình sẽ hy vọng nó sẽ thành công, nhưng mà cái kết quả thì Chris sẽ không biết như thế nào. Nhưng mà Chris thấy kỳ này đi đó thì tất cả mọi cái buổi họp nó rất là thành công và ai cũng ủng hộ hết. Nhưng mà còn cái kết quả đó thì mình không biết được nha. Nhưng mà Chris nghĩ là kỳ này nó thành công hơn những lần khác. Tôi nghĩ là một trong những cái việc mà đi vận động đó là việc kết hợp với truyền thông để lan tỏa cái thông điệp, và chúng ta sẽ kêu gọi được nhiều cái sự giúp đỡ của các cộng đồng, các tổ chức khác để tham gia vào cái cuộc vận động này. Thì Chris cũng được SBTN DC phỏng vấn, rồi RFA phỏng vấn, rồi báo Người Việt cũng đăng một bài về vấn đề đó. VOA có gọi Chris một lần phỏng vấn mà không biết họ có đăng hay không. Và tuần tới thì cũng có một vài đài sẽ phỏng vấn Chris nhưng mà chưa biết ngày nào. Thì đó là cái mà dĩ nhiên là truyền thông rất là quan trọng, và Chris cũng kêu gọi những người đồng bào Việt Nam ở hải ngoại đó cũng nên lên tiếng cho những người tị nạn Việt Nam ở bên Thái Lan bằng cách đi nói chuyện với dân biểu của họ, làm hẹn để nói chuyện với dân biểu của họ, tại vì họ là những người bầu cử cho những người đó. Nên Grace cũng kêu gọi là họ nên liên lạc với tiểu bang của họ để nói chuyện, và kêu gọi những người đó, những người senator hay là những người rep đó ký tên để ủng hộ cái vấn đề mà mang những người tị nạn còn sót lại ở bên Việt Nam. Chris thật sự tụi này muốn là đóng cái tị nạn của Việt Nam ở bên Thái Lan. Xin chị cho biết là một cái người tị nạn bên ấy khi mà họ sinh sống thì họ phải chịu những cái chi phí gì, và họ làm sao để tồn tại được ở bên đó trong khi mà họ chờ đợi là các cái cơ quan cao ủy của Liên Hợp Quốc là xét duyệt hồ sơ của họ. Có rất là nhiều người suy nghĩ là UN, Liên Hợp Quốc giúp những người tị nạn tiền để sống, cái đó không có đúng. Khi mà họ tới Thái Lan và họ phỏng vấn thì tất nhiên là họ phải tự đi làm và tự sống, và tất cả những công việc họ làm là bất hợp pháp và họ có thể bị bắt bất cứ lúc nào. Và những người mà mướn họ đó cũng có thể bị trả tiền phạt hoặc là ở tù. Do đó cũng rất là khó, nhiều người cũng rất là sợ mướn những người tị nạn bất hợp pháp. Thì họ phải mướn một căn nhà mà thường thường rất là nhỏ, một căn nhà nó một cái phòng thôi. Có một cái phòng và một cái toilet. Và họ sống nhiều lúc vợ chồng con cái sống trong một cái phòng đó. Thì một tháng như vậy đó là họ trả khoảng cơ chừng 1.700
tới khoảng tới chừng 2002, Chris cũng dự đoán vậy thôi, thì từ 1006 cho tới 2003-2004 gì đó, một tháng, đó là một cái phòng nhỏ thôi, thì 1006 bot là khoảng tới chừng $50 Mỹ, từ $50 tới $100. Đó là cái mà họ cần phải trả tiền nhà. Còn tiền điện, tiền nước á, thì Chris nghĩ chắc cũng khoảng tới chừng 30-40 đồng, $30 đó, là khoảng 1000 baht thì cũng khoảng $30. Thì chi phí, nếu mà nói một gia đình mà chi phí đó, thì có thể khoảng tới chừng tiền nhà và tiền nước, tiền điện á, là có thể lên khoảng tới chừng 3000 baht một tháng, thì khoảng tới chừng hơn $100. Cái đó chưa tính tiền ăn. Thì khi mà họ đi làm như vậy đó thì họ không có nhận được tiền nhiều đâu, họ được trả lương giống như là độ 10 đồng một ngày, và người Thái chẳng hạn như lãnh được 30 đô thì họ lãnh được 10 đô vậy đó, cái tiền họ làm thấp hơn. Thì với cái tình trạng như vậy đó thì cũng rất là khó khi mà họ không có việc làm. Thì cũng có nhiều người gọi Chris là chị ơi chị giúp giùm em đi, nhưng mà Chris cũng đâu có tài chánh để giúp. Thì mà bây giờ mình xin á, thì cũng rất là khó, tại vì rất là nhiều người ở bên đó, do đó cái tình trạng sống, cái tình trạng mà sinh sống của họ rất là khó khăn. Rồi chưa nói tới mà con cái họ bị bệnh hay là họ bị đau ốm nữa, là khi mà họ vào nhà thương thì họ vào nhà thương của chính phủ, nhưng mà rồi cũng phải có tiền thì họ mới được chữa trị. Do đó cũng rất là khó, nhiều khi có BRC là Bangkok Refugee Center, hoặc là Suji là một cái về vấn đề cung cấp y tế đó, nhưng mà họ cũng tùy theo cái người nào họ giúp, chứ không phải là họ giúp tất cả mọi người. Rồi những người mẹ đi sanh nữa, khi mà đi nhà thương như vậy đó thì sanh thường á, là khoảng tới chừng 400-500 đô, còn mà phải mổ đó thì nó cao hơn nữa, cả có thể lên tới cả 1000 đô. Do đó mình rất là khó khăn cho họ. Con cái đó thì Grace thấy là chính phủ Thái rất là tốt với những đứa nhỏ, là tụi nó đều có thể đi học được. Và khi mà tụi nó đi học á, tụi nó đều được đối xử, các em đều được đối xử giống như là những đứa trẻ Thái khác mà thôi, không có một cái sự phân biệt hay là kỳ thị gì hết. Thì họ các em có thể đi học từ lớp mẫu giáo cho tới lớp 12 miễn phí, cha mẹ chỉ cần trả tiền giống như quần áo đó, uniform, quần áo, đồng phục đó, với giày, và một ít tiền sinh hoạt cho nhà trường. Thì một năm như vậy là khoảng 300 mấy đô á, cũng nhưng mà cũng rất là khó đối với họ. Đối với mình á, mấy 300 đô thì nó cũng không có nhiều gì mấy, nhưng mà đối với họ thì nó rất là một số tiền rất là lớn. Thì họ cũng phải cố gắng đi làm và để dành dụm để mỗi năm có thể trả cho con họ được. Đó là những cái mà mình chỉ nói là chi phí hàng ngày thôi. Còn những cái khác nữa mình chưa nói tới, giống như là có những người bệnh nặng phải nằm nhà thương, cái đó cũng rất là khó. Thì Chris cũng thấy cái vấn đề y tế đó rất là quan trọng. Nhưng mà thì chị thấy đã có cái tổ chức nào mà giúp đỡ những cái người mà tị nạn ở bên đó chưa? Vấn đề mà nếu mà giúp đỡ hàng tháng đó, thì hiện bây giờ có một cái tổ chức đang giúp đỡ hàng tháng, nhưng mà Chris không thể đưa tên ra được. Tụi Chris là cứ 2 tháng phát gạo một lần, mới làm thứ bảy tuần vừa qua là phát cho 400 mấy gia đình tị nạn, là tất cả mọi nhóm mà hồi nãy Chris nói đó, tất cả 6 nhóm hết đó, là đều phát ra hết. Thì cứ 2 tháng hay là 2 tháng rưỡi, lâu nhất là 3 tháng, tại vì mình phải để những cái tiền đó để dành, tại vì khi mà họ cho thì không phải là cho nhiều đâu, cho một số ít, nhưng mà mình cũng phải để dành, tại vì với cái số tiền mà cho đó thì mình không giúp đỡ được mọi người, mà mình giúp đỡ một vài người á thì những người khác họ sẽ buồn. Do đó tụi này là tích trữ lại để cứ 2 tháng tới 3 tháng là phát gạo một lần. Nhưng mà mỗi lần phát gạo như vậy á, thì mua cho họ được có một bao gạo là 15 kg thôi. Do đó nếu mà gia đình của họ mà 5-6 người thì 15 kg gạo thì không có nhiều đâu. Nhưng mà còn có những thỉnh thoảng một năm một hai lần á, những người mà du lịch á, những người Việt Nam á, nhóm Việt Nam họ tới họ du lịch, họ thấy mà họ tội nghiệp á thì họ cho. Chứ còn nếu mà có một cái tổ chức nào ở bên Thái hiện bây giờ giúp thì không có. Được biết là trong cái quá trình mà vận động ở bên đó cũng như là giúp đỡ những người tị nạn đi á, thì chị hay là tổ chức Voi hay một số cái tổ chức nhân quyền ở bên đó tham gia vào á,
thì có nghĩ đến cái chuyện là vận động những cái người mà đã ra được ngoài này rồi quay lại giúp đỡ đồng bào mình ở bên đó không? À, dạ thì theo Chris biết á, là Voice á, đang giúp đỡ, Voice Canada đang giúp đỡ một số người đi Canada. Thì những người mà đang làm bảo lãnh đó là những người đã được đi lúc trước. Thì họ quay lại họ bảo lãnh những người này, thì đó là Chris biết cái điều đó. Nhưng mà Chris cũng kêu gọi là thật sự người Việt Nam sống ở đây á, toàn là người tị nạn lúc trước, nhưng mà những người mà tị nạn ở California hay toàn nước Mỹ này đó là đều là những người tị nạn. Thì Chris cũng kêu gọi là nên giúp cho đồng bào của mình ở bên Thái Lan để họ có thể sống qua ngày và để có một ngày nào đó họ có thể đi định cư tới nước thứ ba giống như là chúng ta hiện bây giờ đang ở Mỹ hoặc là bên Canada hoặc ở những nước khác. Vâng, cảm ơn chị Grace đã trả lời phỏng vấn của chương trình Nhân quyền cho Việt Nam của SBTN. Xin chị có lời chào đến quý vị khán giả. Dạ, trước nhất là Chris, cảm ơn anh Điếu Cày đã cho Chris có buổi phỏng vấn ngày hôm nay để chia sẻ những cái tâm tư của mình cũng như là chia sẻ cuộc sống của đồng bào tị nạn chúng ta ở bên Thái Lan. Thật sự nghe qua Chris thì không thì có thể hình dung được một chút, nhưng mà khi mà mình sống ở đó, tại vì Chris sống ở đó 7 năm rồi và thấy tất cả mọi thứ, nếu mà mình có dịp, nếu trong tương lai có dịp Chris mời đi qua bên Thái Lan để thăm viếng những người tị nạn ở bên đó thì chúng ta sẽ hiểu hơn nhiều. Và một lần nữa Chris xin cảm ơn đài SBTN cũng như anh Du Cầy đã cho Chris ngày hôm nay để được có buổi phỏng vấn này. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Nhân quyền cho Việt Nam. Xin cảm ơn và kính chào quý vị.